Ok. Rồi, tất cả các chuyển động đó, các chuyển động của cơ xương khớp đều phụ thuộc vào góc độ của cái khớp đó và cái việc cơ nó nằm ở đâu, đính vào đâu trên cái xương. Rồi bên cạnh đó, cái việc co cơ. À đây, tất cả các chuyển động được tạo ra đều có chứa cái eccentric, là đều có giãn, đều có co và đều có giữ. Tất cả các hoạt động này nó làm cùng lúc với nhau luôn. Và với những cái chức năng này, cái này bữa mình có đi qua rồi, nhắc lại cái này. Agonist, synergist, stabilize và antagonist. Rồi. Ai còn nhớ agonist là gì không? Agonist này, khúc này đây. Agonist là cái gì? Thiên. Agonist. Alo, alo. Agonist Agonist nè, agonist là gì? động Agonist. là Trong clip hôm bữa gửi Hiền đó có bàn vậy này. Agonist là được định nghĩa là những cái cơ hoạt động chính trong một chuyển động. Ví dụ động tác squat. Động tác squat. gì gọi là gì Cơ chủ vận. Chủ vận đúng rồi, cơ chủ Rồi, vận note lại để nhớ, note lại. yeah. Cơ chủ vận là agonist. Ví dụ trong động tác squat này thì cơ chủ vận gồm có mông đùi trước ha, là cơ agonist, cơ chủ vận. Rồi bên cạnh cơ chủ vận mình có cơ gì? Cơ synergist. Synergist là gì? Cơ chủ vận, cơ Đối vận á. cơ chủ vận, cơ đối vận, cơ nguyên 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 ý hả? Không phải. Sai là chung, sai là chung là chung. Synergist là cái một định nghĩa là một cái cơ nó hỗ trợ cho cái cơ chủ vận đó thực hiện chuyển động. Cơ đồng vận á. Ừ, Cơ đồng vận. cơ đồng vận. Oh, yes. Rồi Cơ đồng vận, cơ đối vận. nó lại đồng vận, đối vận. Đây là cơ chủ vận nè, agonist. Synergist là cơ đồng vận, là cùng lúc cái thực hiện chuyển động đó sẽ có một cái cơ nó hỗ trợ cho cái động tác đó thì gọi là synergist. Rồi tiếp theo là cơ stabilizer, là cơ giữ ổn định, cái tên nói lên rồi ha, stabilizer. Cơ giữ ổn định. Và cuối cùng là antagonist thì đó là cái cơ đối vận. Antagonist là cơ đối vận. Đối vận để làm cái gì? Để khi một cái chuyển động thực hiện, nếu mình không có cơ đối vận, chẳng hạn như giờ nếu mình gặp tay trước, mình tập bicep cơ mà giờ không có cơ tay sau thì sao? Cái tay nó bật lên đập vô mặt. Thì không có gì để kéo kiểm soát cái tay lại để nó trả về cái chiều ngược lại hết. Chẳng hạn như vậy, nói cho dễ hiểu. Ok không? Hoặc chẳng hạn như động tác squat, nếu chỉ có cơ đùi trước hoạt động thì nó sẽ gập xuống, nó kéo người mình ra trước luôn, chứ mình không có giữ cân bằng để mình đứng lên xuống được. Đó thì cái đó nói lên cái chuyện là mình khi mình tập những động tác đó, mình phải giữ được, kiểm soát được cả cơ. Đó là lý do tại sao mình nên tập đều cơ mặt trước, mặt sau, mặt bên gì đó để giữ cân bằng, chứ không phải mình thích cơ nào mình cứ tập cơ đó không. Nó sẽ dẫn đến cái việc mất cân bằng cơ thể. Mất cân bằng cơ thể thì nó dẫn đến chấn thương chẳng hạn. Thì đó là tại vì mỗi cái động tác đều chứa tất cả các thứ này, đều chứa tất cả cơ đồng vận, chủ vận, rồi cơ đối vận gì đó hoạt động cùng với nhau cùng một lúc để đảm bảo chuyện gì, đảm bảo cho những cái chuyển động phù hợp ở khớp và loại bỏ những cái chuyển động không mong muốn và không cần thiết. Đây đó, cơ thể mình tự động nó đã có những cơ chế điều chỉnh như vậy rồi. Do đó cái cơ thể nó sẽ phải tạo ra các sợi cơ thể hoạt động cùng lúc với nhau như vậy thì mình gọi, tại vì nó hoạt động theo cặp cặp đối xứng nên mình có cái khái niệm về force couple nè, nó đi theo cặp với nhau như cơ bicep, cơ tricep, rồi cơ đùi trước đối xứng với cơ mông chẳng hạn đó. Rồi
nó tụ chung lại thì để có một cái chuyển động đó thì nó sao ta, mình phải nắm được cái độ dài của sợi cơ phù hợp là length tension relationship, là cái mà khoảng cách của sợi cơ mà nó phát lực tối đa được đó, cái khoảng cách tối ưu rồi, và mình hiểu được mối quan hệ giữa những cái cơ đối xứng với nhau, force couple relationship này, và cái chuyển động của khớp, giống như khớp gối thì nó chỉ gập xuống ra sau, hoặc là khớp tay thì chỉ gập lên thì đó, chứ nó sẽ không có cho phép gập những cái chiều ngược ra ngoài hay là chiều ngược lại của nó. Để làm gì? Để từ đó cơ thể nó ghi nhớ chuyển động, xong rồi nó dần trở thành thói quen. Cái quan trọng là dần thành thói quen đó. Thì cái đó cũng liên quan đến câu hỏi hôm trước Hiền hỏi là squat không quá mũi chân thì có được hay không, kiểu như vậy. Hoặc là cái chuyện mà người ta hỏi là nên tập đúng kỹ thuật hay là nên cố gắng tập nặng mà sai kỹ thuật một tí. Theo các bạn thì nên tập nặng sai xíu cũng được hay là nên tập đúng? Tập đúng chứ. Tập sai đúng thì vẫn có thể dẫn tới chấn thương. Vì tập tốt là mình khỏe mà, đâu phải để cho mình mạnh lên mà bị chấn thương không phải nữa. Với lại cái việc mà tập yoga của Hiện cái mục tiêu là nó khác với cái tập gym. Với lại tập yoga thì bác nói thì không thể nào mà khi mà tập đúng không thể nào mà nó, ví dụ như thì bữa thì nó có nói là nâng mức tạ nhẹ thì vẫn có thể tập đúng, hoặc là tập khác mà nó không cần phải nâng tạ thì vẫn ưu tiên tập đúng hơn là tập phải sai một tí. Như phát nói hôm bữa thôi nha. Cái việc mà tập squat á, trong yoga chỉ để hỗ trợ cho một cái động tác nào đó để lên tư thế để thôi, hoặc là tăng cơ hoặc là gì đó. Có không, bữa hôm nay tập squat nhưng mà hôm sau chưa chắc tập squat như là tập gym hay gì đó. Nói chung mục tiêu chủ yếu của yoga là lên thế đỉnh hết. Đó. Tùy... nên ưu tiên tập đúng hơn. Tùy thuộc vào từng cái môn khác nhau mà nó sẽ có những cái kỹ thuật khác nhau. Thì những cái kỹ thuật đó tùy theo cái mục đích mình theo cái môn đó là cái gì, thì mình sẽ ưu tiên cái kỹ thuật của bộ môn đó và mình hướng đến cái đó. Ok. Nhưng mà cái ưu tiên nhất vẫn là về kỹ thuật, chứ đừng cố gắng chịu đấm ăn xôi ha. Rồi. Đây là cái hình. Sao? Thì Hiền cũng đồng ý với cái việc mà nâng tạ nặng. Ok. Đây là một cái hình ví dụ cho cái chuyện mà force couple relationship, tức là cùng một cái chuyển động tay ở dưới đưa dần lên qua khỏi đầu overhead nè. Thì cùng một lúc này tất cả nhóm cơ trên hình đều hoạt động với nhau. Ví dụ như cơ upper trap nó sẽ kéo lên hướng theo phía cổ nè. Các bạn có thể thấy thớ sợi cơ đây. Nó kéo lên phía cổ này thì cái xương này bắt đầu nhích lên để nó thực hiện giơ cánh tay lên. Được chưa? Đồng thời xương cái cơ ở middle trap và low trap cũng đều kéo về cái hướng trọng tâm cột sống nè, kéo về đây hết. Thì bên cạnh đó ba cơ này kéo rồi thì cơ này phải giãn ra, phải kéo đi theo chiều ngược lại để thực hiện chuyển động xoay ở cái xương bả vai này. Thì cái này để minh họa lại cái việc cùng một chuyển động mà trong đó các cái cơ nó phải hỗ trợ qua lại lẫn nhau để nó đạt được cái chuyển động mong muốn của mình. Đó. Vậy thôi. Vậy theo các bạn thì tập những cái cơ, ví dụ giữa cái bài gì ta? Giữa bây giờ những cái cơ thuộc phía bên trong cái người nè, với lại những cái cơ bên ngoài, cái cơ thuộc thân mình và những cơ bên ngoài như tay chân này kia nọ, thì cái nào quan trọng hơn? Quân có suy nghĩ gì không? Anh nghe không rõ câu hỏi, nó bị ồn. Giữa những cái cơ mà gần với trọng tâm cơ thể và những cơ ở xa trọng tâm cơ thể thì cơ nào quan trọng hơn?
Muốn nghĩ cái cơ gần cái trọng tâm cơ thể hơn thì nó nghiêng về, như bác nói về cái spine đó, là mấy cơ gần đó là để giữ cho cái cơ thể mình nó cân bằng. Những cơ ngoài thì giữ đoán là để cho hoạt động nhiều hơn. Thì theo nhìn cách y tế thì cũng nghĩ là cơ cân bằng gần hơn, quan trọng hơn. Đúng rồi. Những cơ đó. Rồi thì cái này nó nói lên một cái vấn đề là những cái cơ trọng tâm này nè, như là từ cái phần vai đổ vào nè cho đến hết cái phần hông của mình, là mình gọi chung là cơ ở giữa gắn với cột sống á, nên là cái phần ưu tiên, nên là cái phần ưu tiên của mình khi tập luyện. Thì để tập được cái phần này á, mình nên tập những bài compound, những bài kết hợp squat, deadlift, đẩy kéo, những bài khối lượng nặng chẳng hạn. Sau đó nếu mà tùy theo mục đích của mỗi người khác nhau như thế nào thì bắt đầu mới chuyển hướng sang tập những cái phần bên ngoài. Ví dụ như Tuấn tập thể hình, muốn tập cơ nhỏ bên ngoài thì bắt đầu mới tập đá đùi, tập nhón gót, rồi bắt đầu tập gập tay, gập bụng gì đó cho nó ra những cái cơ nhỏ hơn. Thì cái đó đặc điểm. Nên cái việc sắp xếp bài tập cũng vậy, ưu tiên những bài ở bên trong trọng tâm trước và kết hợp trước, những bài compound trước. Rồi đối với những bài cô lập cơ mình sẽ tập sau. Đó, thì những môn khác cũng vậy. Rồi, tiếp theo. Đây là bảng về những cái nhóm cặp đôi cơ phổ biến trong thực hiện chuyển động. Ví dụ cơ internal và external oblique thì nó thực hiện chuyển động gì? Đó là chuyển động xoay của cái cột sống. Shrunk. Internal, external, oblique. Oblique là hai cái phần cơ liên sườn á, mình hay gọi là cơ liên sườn á. Rồi. Cái chuyển động mà scapula là cái cơ nãy trên này nè, cái xương này nè. Đó, xoay lên trên thì có bao gồm cái gì? Nãy như trên hình cũng thấy là upper trap nè. Rồi và lower trap, và cái cơ serratus là cái cơ đây, cơ nhỏ xíu nè, cơ serratus. Cơ serratus này mình có thể nó ngay cái phần phía dưới ngực, ngay cạnh ba sườn đó, mình có thể rờ được. Mà mấy bạn nào gập bụng nhiều hoặc là kéo lưng nhiều, gồng hoặc là tập lăn nhiều đó, cũng có thể rờ được cái phần cơ đó. Rồi, ví dụ trong cái động tác mà duỗi hông hoặc gập hông nè, trong lúc mình đi hoặc chạy hoặc leo cầu thang gì đó, thì là cơ nào? Cơ mông, gluteus maximus nè, cơ mông, cơ đùi trước và cơ bắp chân. Đó, thì mình hay ứng dụng vào để mình tập luyện. Giống như bây giờ mình muốn cơ mông to thì mình bắt đầu mình cho tập những bài leo hoặc là step box, leo cầu thang hoặc là step box chẳng hạn, ngoài những bài squat. Đó. Rồi, gastrocnemius. Đây là cái cơ gập cổ chân, cơ gập cổ chân ở ngay phần bắp chân thôi. Còn đây là cơ vai, cơ deltoid. Cơ deltoid là cơ ngay đầu vai đó, để giúp đưa hoạt động, đưa cánh tay qua khỏi đầu overhead. Rồi tiếp theo mình đi tới phần khớp nè. Phần khớp arokinematic là phần những cái góc của khớp hoạt động ha. Thì cơ thể mình để nó chuyển động được, nó sẽ dựa trên những cái gọi là quy luật đòn bẩy á, leverage nè, là đòn bẩy. Đòn bẩy trên cơ thể thì mình có ba cái đòn bẩy chính để mình mở hình cho các bạn ghi lại cho dễ. Muscular. Đây, ba cái đòn bẩy chính. Rồi. Ba đòn bẩy chính với ba cái hình minh họa này. Đòn bẩy thứ nhất, về cái đòn bẩy thì mình phải hiểu cấu tạo một cái đòn bẩy nó có cái gì ha. Mình có điểm tựa. Điểm tựa là fulcrum. Điểm tựa ở giữa. Ví dụ đây, hình này ha. Điểm tựa là ở giữa. Vật nặng, cái hoặc là gọi là resistance hoặc là load gì đó, nó ở một đầu bên này. Và cái lực của mình phát ra là một cái đầu bên này. Và điểm tựa ở giữa. Rồi, trong cuộc sống thì có những thứ như cây kéo nè. Thì là cái điểm tựa ở giữa, tương tự ha. Và trên cơ thể mình tương tự, điểm tựa ở giữa là cái đầu. Điểm tựa ngay chỗ này. Thì cái đầu là cái vật nặng nè, nó bị trọng lực kéo xuống. Điểm tựa ở giữa đây. Còn cơ này, cơ bắp mình phải
phải là cái thứ mà phát sinh lực để giữ lại trạng thái cân bằng ở hai đầu hai bên, giữ cho đầu thẳng nè. Đây là cái đòn bẩy thứ nhất. Đòn bẩy thứ hai thì cái điểm tựa của nó không nằm ở giữa nữa, mà điểm tựa nó nằm ở ngoài. Điểm tựa nằm ở ngoài, vật nặng nằm ở giữa, và cái lực kéo của mình thì nằm ở bên ngoài luôn, mà kéo lên hướng này. Kéo lên thì tương tự trong cuộc sống, nó sẽ tương tự như xe cút kít nè. Cái xe này thì vật nặng mình bỏ ở giữa. Trên cơ thể mình thì ví dụ như động tác này, hoặc trên cơ thể là cái ức bàn chân á, thì nơi đây là nơi chịu lực, và khi kéo lên là kéo đây đó, kéo lên là phần cơ đây rồi. Và cái đòn bẩy cuối cùng là một cái nhíp, ví dụ cái nhíp thì cái fulcrum này nằm ở ngoài bìa, ngoài bìa này, và cái lót này nằm ngoài bìa luôn, và cái lực kéo thì nằm lại ở giữa. Nói chung là tụ chung lại là cái việc thay đổi vị trí của ba cái điểm giữa điểm tựa, cái air force và cái lót thôi, và nó tạo nên ba đòn bẩy khác nhau. Và cái phổ biến nhất trên cơ thể mình là cái đòn bẩy số 3. Đòn bẩy số 3 là cái phổ biến nhất. Rồi. À, đây. Những cái đòn bẩy kết hợp từ xương, cơ, dây chằng và gân tạo nên một hệ thống đòn bẩy để kéo và sản sinh ra lực chống lại, kháng lại đối với ngoại lực bên ngoài. Rồi. Những cái sợi cơ này thì nó kéo xương lên, kéo xương để tạo chuyển động. Và đây nhấn mạnh là muscle không thể push. Cơ bắp nó không có cơ chế đẩy, nó chỉ có cơ chế kéo thôi. Rồi, ở đây. Ok, cái này là giải thích lại trong cái hình hồi nãy mình mới giải thích xong. Cái này là đoạn giải thích của họ. Rồi bây giờ tương tự cái này thì mình có thể ứng dụng được gì không ta? Ứng dụng được cái gì trong mấy cái đòn bẩy này không? Ở đây có nói nâng vật nặng hả? Nâng vật nặng. Ừ. Nhưng mà nâng sao hả? Đây là đòn bẩy thứ ba. Đòn bẩy thứ ba hầu hết trong cơ thể mình là được cấu tạo theo cái kiểu đòn bẩy thứ ba nè. Đòn bẩy thứ ba là bên này, cánh tay nè. Thì thường là cơ nó sẽ nằm ở bám một đầu và nó kéo đầu còn lại, kéo đầu còn lại dựa trên một cái khớp. Rồi. Theo các bạn, tại sao cái bài Convent Deadlift và Sumo Deadlift á, thì các bạn thấy bài nào dễ hơn? Có ai thử hai kiểu đó chưa? Du thử chưa Du? Ủa có Du đây không? Dạ có, anh em thấy theo em thôi nha. Thì em thấy sumo nó sẽ có hơi dễ hơn một xíu. Do chắc là do cách em đứng nên em thấy cái rèn của nó ngắn hơn một xíu. À. Dũng có thử hai kiểu này chưa Dũng? Convent và sumo thì kiểu nào thấy dễ hơn? À, thì giống nhau. Giống nhau. Ok. Không, cái đó tùy cảm nhận mọi người, với lại tùy theo cấu tạo của mọi người nữa. Chứ không phải ai cũng giống ai. Rồi. Và khi mà convent á, các bạn cảm thấy convent và sumo này á, nó khác nhau cái gì khi mà mình kéo lên? Giống như ví dụ như lưng, và bài này là tập phần lưng đúng không? Lưng và phần thân dưới là có trả chân. Thì giữa bài convent với bài sumo á, bài nào vô lưng hơn hay là bài nào vô chân hơn? Với em thì em thấy convent vô lưng hơn. À. Còn sumo thì vào phần thân dưới nhiều hơn ạ. À, ok. Anh cũng thấy vậy. Convent vào lưng nhiều hơn, vào lưng dưới nhiều hơn. Và sumo cảm thấy vào thân dưới nhiều hơn, vào cái phần chân mông đùi nhiều hơn. Du thấy vậy em Du? Có anh. À, rồi. Cái đó nó gọi là một cái nữa gọi là lực thô.
moment. Đây, cái này tay nắm lực. Cái này dịch ra là sao Quân? Dịch cái chữ Toki này đọc là có nghĩa là gì Quân? Thì moment xoắn kìa. À, moment xoắn. Rồi, moment xoắn. Tưởng tượng đây là cái khớp hông của mình. Được không? Đây là khớp hông của mình. Thì khi mà cái trọng lực ở bên ngoài, ví dụ đây là đòn tạ. Đòn tạ càng dài thì cái lực nó phải phát ra càng lớn. Đòn tạ càng dài đúng không? Cái lực phải giống như khoảng cách giữa cái thân người và cái đòn tạ càng dài thì lực mình phải phát ra lớn hơn so với cái việc ngắn hơn. Cái khoảng cách giữa cái vật ở đây, cái vật gọi là điểm tựa chịu lực á, với lại cái đòn tạ. Tức là khi mình đứng sumo á, cái khoảng cách của mình gần hơn nên mình kéo mình sẽ cảm thấy nhẹ hơn so với đứng sumo hay đứng gì? Đứng sumo deadlift đó. Đứng sumo deadlift thì nó sẽ nhẹ hơn so với đứng convent. Đây, tư thế sumo chân rộng. Sumo chân rộng. Là và khi mà mình thực hiện những động tác này á, mình phải luôn giữ cho cái đòn nè chạm sát vô người luôn, để giống như cái lực moment xoắn này đó, nó là nhỏ nhất để mình khi mình kéo lên nó mới nhẹ. Còn nếu mà nó đi ra ngoài xa quá thì nó làm cho cái lực mình phát ra phải nhiều hơn, nên nó sẽ cảm thấy nặng hơn, không có tối ưu được. Mà cũng còn tùy coi là mục đích của mình là nâng nặng hay là mục đích của mình là nâng nhiều. Nếu mà nâng nhiều thì mình cũng không quan trọng lắm cái việc đó. Nhưng mà thật ra nếu mà nâng nhiều cũng vậy đi, thì mình nếu làm đúng kỹ thuật thì nó sẽ tiết kiệm năng lượng hơn, mình làm được nhiều cái hơn. Đây là ứng dụng nho nhỏ về cái đòn bẩy lực. Ok. Rồi tiếp theo. Đây là nói về cái lực Toki nãy nè. Tưởng tượng khi mình giữ cái cục tạ càng gần trọng tâm cơ thể thì cái lực mà mình phát ra là cái lực nhỏ nhất, ví dụ cầm sát bên người. Còn khi mình cầm cục tạ ngang lên đây là lực lớn nhất, tại vì cái đòn từ đây ra đây là xa nhất nè. Khoảng cách từ vật nặng so đến cái trọng tâm cơ thể là xa nhất, thì cái lực mà cơ thể phát ra phải lớn nhất để nó giữ được cái vật nặng đó. Đó, và tương tự khi mà đưa lên trên đầu thì cái lực bắt đầu giảm xuống, lực mình sinh ra phải sẽ giảm xuống và mình sẽ cũng cảm thấy nó nhẹ hơn so với là mình cầm xa. Rồi. Đây, ở đây nó chốt lại một câu này thôi. Cái vật nặng mà càng gần với trọng tâm cơ thể hoặc là gần với cái khớp á, cái khớp của cái động tác, thì cái lực moment xoắn này sẽ tạo ra ít nhất. Và ngược lại thì khi mà cái vật nặng đó nằm xa so với cái trục xoay thì là cái lực moment xoắn này nó sẽ sinh ra nhiều hơn. Thì ví dụ cái này ứng dụng vào ví dụ cái bài lateral raise chẳng hạn, thì để tập cái bài này mà muốn nặng hơn thì sao? Lateral raise, ví dụ bài này bình thường co để tay như vậy anh này đi, giờ muốn nặng hơn thì làm sao mà không cần tăng tạ? Dung em sẽ ngồi xuống. Ủa ngồi xuống hả? Ngồi xuống dạ. Cảm thấy nó dễ hơn á. Không, tại vì em thấy khi mà mình đứng á, mình dễ ăn gian cái khúc mà mình hơi nhúng người xíu, à. Mình nhúng nhẹ cái nó cũng rất là dễ. Em ngồi xuống là kiểu như là không còn ăn gian được á. Trong trường hợp mà mình làm đúng kỹ thuật không được nhúng người không gì hết thì đứng hay ngồi dễ hơn? Anh nghĩ là đứng nó phải khó hơn, tại vì lúc mà mình không phải giữ cả ổn định cả nguyên cái người nè,
và mình vẫn phải dơ được, không nhúc nhích cái người ha, cái tay vẫn dơ lên. Thì ví dụ nếu mà giống như tương tự cái lực moment xoắn nãy á, thì cái khoảng mình thu ngắn khoảng cách giữa cục tạ và cánh tay lại, hoặc là dài ra, nếu mình muốn nặng hơn mình thẳng cánh tay ra nữa, gần như là giống như lóc khớp lại, lóc cùi chỏ lại, thì nó sẽ nặng hơn. Hoặc là mình gập cùi chỏ lại nhiều hơn thì nó sẽ nhẹ hơn cho cái bài này. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo đó là phần chuyển động của cơ khớp và ba cái về đòn bẩy trong cơ thể. Phút sau này mình sẽ học về motor behavior, tức là nhắc lại giống như những cái bài đầu tiên về hệ thần kinh. Tại sao các bạn thử nêu lý do tại sao chúng ta cần phải tập đúng kỹ thuật. Mọi người một ý cũng được. Tránh chấn thương ạ. Tránh chấn thương, một, rồi. Rồi em nghĩ tập đúng kỹ thuật là để mà cái não mình nó tạo ra những cái nếp nhăn về cái vận động đó đó, để mà sau này rồi. Khi mà mình ví dụ như khi ví dụ em tập deadlift mà đúng kỹ thuật đi chẳng hạn, thì cái não em sẽ có những cái nếp nhăn đúng kỹ thuật đó. Thì khi mà em ở nhà em cần khiêng đồ nặng đi, hay là em đi làm cần khiêng đồ nặng đi, thì em sẽ tự động cơ thể em nó tự vô cái thế đó luôn, em tự gồng co lại, em tự siết lát lại, em kéo vật nặng lên. Thì như vậy cơ thể em nó sẽ khỏe mạnh hơn, nó không có bị đau nhức lưng đồ. Ok, ai ý kiến gì nữa không? Tăng biên độ của khớp. Tăng biên độ khớp. Rồi. Ok. Thì mục đích mình tập đúng kỹ thuật, giống như mọi người nói đó, hạn chế chấn thương, tăng biên độ khớp, tăng biên độ đó để cũng là một trong những cái để mình hạn chế chấn thương và tăng performance, tăng khả năng hiệu suất của mình thêm. Và giống như Du nói là tăng, cái đó không phải là tăng nếp nhăn, mà mình gọi là tăng, tại ai não cũng nếp nhăn hết rồi, không ai não phẳng hết. Mà cái đó mình gọi là tăng liên kết thần kinh. Tăng liên kết thần kinh cơ. Gọi là sao ta? Neuron net. Đây. Khi các bạn tập đúng kỹ thuật chẳng hạn, hoặc thực hiện một chuyển động gì đó liên tục, nó sẽ tạo nên những cái liên kết thần kinh như vậy. Một cái neuron thần kinh đi ra nhiều đầu dây khác nhau, liên kết với những neuron khác. Thì bất kỳ một chuyển động nào cũng đều tạo ra một cái liên kết thần kinh. Và cái việc thực hiện đi lặp lại, không bất kể nó là sai hay đúng, nó đều tạo liên kết thần kinh. Nên nếu chúng ta làm những động tác sai thường xuyên, thì não mình sẽ ghi nhận cái chuyển động đó, và nó ghi nhớ luôn thành chuyển động hợp lý của nó. Chứ não nó không... Và cơ thể mình có luôn có một cái cơ chế ưu tiên là cơ chế sinh tồn. Cơ chế sinh tồn thì sao? Thì nó sẽ ưu tiên những thứ gì tiết kiệm năng lượng nhất, chứ nó không cần biết đúng hay sai. Ví dụ như đứng đây cúi xuống lụm một cái thứ gì đó dưới chân là quãng đường đi ngắn nhất, giống như lực moment xoắn nãy. Mình chỉ cần cúi cái lưng xuống thì là khoảng cách mình ngắn nhất để nhặt một cái vật gì đó lên. Chứ cơ thể nó không có biết là phải đẩy mông ra sau vô tư thế deadlift hay squat gì hết. Thì nó chỉ cần biết là cúi lưng xuống nhặt lên nhanh nhất. Thì cơ thể nó chỉ tính đến cái chuyện là tiết kiệm năng lượng nhất để sinh tồn thôi. Còn cái chuyện mà mình phải làm là sửa làm sao cho đúng kỹ thuật. Rồi. Cái việc motor behavior, tức là thói quen vận động những cái motor unit này á, để nó phản hồi với lại môi trường bên trong và bên ngoài, những kích thích từ môi trường bên trong và bên ngoài, internal và external environmental stimuli, tức là từ môi trường bên ngoài có một cái hiện tượng kích thích hoặc một cái gì đó, bên trong cơ thể mình bắt đầu đưa tín hiệu phản hồi với đó, và hai cái liên tục tác động qua lại. Ví dụ như cầm một cái ly uống nước chẳng hạn, như nãy nói cầm một cái ly uống nước, thì ban đầu mình cầm thì mình phải ra tín hiệu để cơ thể kích hoạt cầm lên. Khi cầm lên bắt đầu cảm thấy cái ly này nặng hơn so với cơ thể nó nghĩ, bắt đầu phải kích hoạt thêm thần kinh cơ. Thì trong quá trình đó nó đã phản hồi lại, cái ly này nặng quá, kích hoạt thêm cơ. Thì kích hoạt thêm cơ bắp lên để cầm cái ly cảm thấy nhẹ hơn bớt, kiểu như vậy, để kiểm soát được cái sự ổn định. Thì tương tự giống như tập với tạ cũng vậy. Mình tập tạ, sau một thời gian mình tập với mức tạ nặng, thì khi cầm lại những thứ
bình thường trong cuộc sống hàng ngày mình sẽ cảm thấy nhẹ hơn, vì là tại vì nó đã kích hoạt được nhiều sợi cơ hơn trong cùng một cái chuyển động đó rồi. Rồi, trong cái motor behavior này mình sẽ có ba cái khái niệm nữa là motor control. Motor control là khả năng là một cái khái niệm về giữ cái posture là cái tư thế và chuyển động, bao gồm các cấu trúc và chuyển động của cơ thể từ hệ thống thần kinh cho đến các hệ thống gọi là cảm biến trên cơ thể, sensory không hiểu, cảm biến là sao ta, cơ quan thụ cảm trên cơ thể, tức là quá trình trao đổi thông tin giữa cơ quan thụ cảm trên cơ thể là từ tay chân da năm giác quan của mình đưa thông tin về não bộ và não bộ xử lý xong truyền tín hiệu, truyền lệnh xuống ngược lại tới năm cơ quan đó. Đó, giải thích là như vậy. Rồi motor learning, sau khi mà có sự liên kết thần kinh này rồi á, và cái việc lặp đi lặp lại một chuyển động nào đó thì cái đó mình gọi là motor learning, tức là quá trình cơ thể thực hành và lưu cái đó lại thành kinh nghiệm, và từ kinh nghiệm đó nó sẽ chuyển thành kỹ năng. Và giống như là nãy Du nói, khi bắt đầu tập luyện, ban đầu chưa tập đi thì mình không biết khiêng cái đồ dưới đất lên sao cho đúng, rồi bắt đầu đi tập deadlift, tập squat, thì sau này biết được tư thế squat deadlift rồi thì tự bản thân ban đầu em còn sẽ khi nhấc một cái hộp gì đó lên em còn lâu lâu thỉnh thoảng quên, cũng hơi cong lưng chẳng hạn, nhưng sau này khi mình thực hành lại lặp đi lặp lại nhiều lần cũng một cái hộp đó mình vẫn đúng tư thế squat deadlift chẳng hạn, thì tự động nó thành tiềm thức rồi, thì lúc này mình không phải kiểm soát quá nhiều, không cần phải dành quá nhiều năng lượng cho cái chuyển động đó nữa, mà đó đã tự động hóa luôn rồi. Rồi, và cái cuối cùng là sau khi quá trình học hỏi của cái motor unit này, motor learning này, thì sẽ dẫn đến quá trình motor development, tức là nó đã trở thành tiềm thức rồi đó, nó trở thành thói quen của mình luôn, được định nghĩa là trở thành thói quen của mình trong suốt quãng đời còn lại. Nên một lần nữa nhấn mạnh cái việc mà tập đúng kỹ thuật rất quan trọng, tại vì nếu mình sai kỹ thuật, hoặc đơn giản mình không nói về chuyện tập mà mình ngồi sai tư thế, mình ngồi dùng máy tính quá nhiều hoặc là dùng điện thoại quá nhiều, gù lưng về trước chẳng hạn, hoặc mình mang guốc cao gót đi làm năm này qua năm nọ, nó làm cho cơ thể nhận biết môi trường bên ngoài là như vậy. Ban đầu thì nó đau, kiểu mỏi cổ, mỏi vai gáy rồi mỏi lưng chẳng hạn, nhưng sau thời gian nó bớt, nó không đau nữa, tại nó đã thích nghi theo cái chuyển động đó rồi, nó thích nghi theo cái tư thế đó luôn. Nhưng về lâu về dài, liệu cái tư thế đó có tốt cho cơ thể hay không, đó là một câu chuyện khác. Và cơ thể nó luôn học liên tục vậy đó. Những cái tư thế nào, những chuyển động nào mình làm nhiều thì nó sẽ ghi nhớ chuyển động đó, và cái đường mòn thần kinh đó nó càng gọi là nhạy. Rồi, đó là về cái cách học của hệ thần kinh cơ. Thì ba cái này, đây các bạn thấy cái sơ đồ này cho dễ nhớ ha. Motor behavior thì nó có bao gồm ba cái dưới này: motor control, motor learning và development. Và ba cái này nó có liên quan qua lại với nhau. Ví dụ ở đây control tốt thì dẫn đến learning tốt, dẫn đến development tốt. Nhưng ví dụ gãy một cái trong những cái này thì sẽ tác động ngược lại đến hai cái kia. Đó. Giống như bạn kích hoạt, bạn thực hiện xóa deadlift đúng ở chỗ phòng tập, nhưng về nhà bạn vẫn tiếp tục khiêng đồ hoặc không áp dụng vô trong cuộc sống thì cái tư thế mình vẫn không thay đổi được. Rồi, tiếp theo muscle synergies. Một trong những khái niệm quan trọng của motor control đó là huy động các hệ sợi thần kinh cơ theo một nhóm, giống như là kích hoạt cùng lúc với nhau, tại vì trong một chuyển động không thể chỉ có một cơ mà là những cơ cùng hoạt động với nhau để thực hiện đạt được cái chuyển động đó. Và từ cái sợi cơ hoạt động lên cả khớp hoạt động với nhau, phối hợp với nhau để thực hiện chức năng của hệ thần kinh cơ ha. Và thông qua cái việc
thực hành liên tục, thực hành những cái chuyển động phù hợp, thích hợp, hoặc là những cái bài tập thích hợp, thì từ đó nó sẽ trở nên, nó sẽ được đồng bộ và trở nên nhuần nhuyễn nè, và tự động hóa. Như nãy mình nói, ban đầu mình còn kiểu làm những động tác mới nó hơi gượng. Mỗi lần học cái gì mới mình sẽ thấy hơi gượng, hơi khó, hơi tốn năng lượng chẳng hạn. Nhưng sau một thời gian vài tháng bắt đầu mình, giống như ngày đầu mình squat nó sẽ khác với lại 3 tháng sau mình squat. Còn nó sẽ khác với người mà 1 năm 5 squat, hoặc là 5 năm, hoặc là 10 năm squat đúng kỹ thuật. Thì họ bước vô nó giống như cái thói quen rồi, nó thành phản xạ luôn rồi. Đó là quá trình học của cơ thể. Rồi proprioception, như này nhắc về những cái mà hôm trước, về những cái gọi là ngũ quan của mình đó, năm giác quan của mình. Có nói qua về cái mechanoreceptor. Cái này là muscle spindle. Muscle spindle và Golgi tendon. Cái này còn nhớ không mọi người? Muscle spindle là gì? Du nhớ không Du? Anh nói muscle spindle với lại cái dây tendon đó đúng không anh? Đúng rồi. Em nhớ hình như là kiểu như là hai cái này nó có tốc độ phục hồi khác nhau á, kiểu có phải cái phần này không anh? Nó phục hồi chậm hơn sợi cơ muscle spindle. Dạ. Đúng muscle spindle đang nói về mấy cái đây thần kinh cơ đúng không? Mấy cái receptor nè, cái hình này nói về cái chuyện mà kiểm soát quá trình giãn duỗi cơ và gập cơ để hạn chế chấn thương. Muscle spindle nằm trong sợi cơ, song song sợi cơ, để hạn chế quá trình duỗi tối đa, làm rách sợi cơ. Còn cái Golgi tendon organ nó nằm trong sợi gân, thì nó cũng sẽ kích hoạt cho hệ thần kinh khi mà cơ co tối đa. Các bạn có thể thấy khi cơ co tối đa thì cái chỗ gân này sẽ bị giãn tối đa. Nếu các mình không kiểm soát được cái này sẽ dễ dẫn đến nguy cơ đứt gân cơ. Ok. Khi mà nó vượt quá ngưỡng chịu đựng của nó thì những tín hiệu này tự động nó sẽ ngắt nguồn, giống như là báo tín hiệu thần kinh ngắt không hoạt động nữa. Là có những lúc bạn đang squat hoặc là đẩy ngược hoặc tập những bài nặng gì đó thì